Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba, 21 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin kẹp tỷ dân Trung Quốc toàn trị, đè thế giới Bắc Kinh bá quyền. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc đã mang lại cho nước này không ít rắc rối, không những trong và ngoài nước, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhìn ra trong cơn hoạn nạn của thế giới một cơ hội hiếm có cho âm mưu tăng cường kiểm soát hệ tư tưởng và giám sát người dân, cũng như thúc đẩy tham vọng bá quyền ra thế giới. Cùng một lúc, Trung Quốc đã thực hiện hai chiến dịch quy mô chưa từng có, đó là bên trong thì củng cố chế độ toàn trị, bên ngoài thì thực thi chiến lược ngoại giao cực kỳ hung hăng theo kiểu đế quốc. Từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiểm soát xã hội và mọi phương diện trong cuộc sống của người Trung Quốc một cách hết sức nghiêm ngặt. Đây là hình ảnh lễ diễu binh trên quảng trường Thiên An Môn nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Cơ cấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Trung ương cho đến vùng xa xôi hẻo lánh nhất, không nơi nào là không có cơ quan của Đảng. Các cơ quan và các quan chức trong chính phủ tuyệt đại đa số là đảng viên, nhận lệnh từ hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cán bộ vừa là quan chức vừa là đảng viên này đã khiến Đảng và chính phủ bắt rễ đan xen vào nhau. Trong một xã hội thông thường, đảng viên, cơ cấu tổ chức của các đảng phái không được nhận trợ cấp từ ngân sách nhà nước, mà chỉ có cơ quan chính phủ phục vụ người dân là nhận được lương từ tiền thuế của dân. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại trực tiếp làm con đỉa hút máu bám trên thân thể của chính phủ. Đủ loại cơ cấu đảng vụ chuyên trách, bán chuyên trách được cấp dưỡng từ những đồng tiền mồ hôi, xương máu của những người nộp thuế một cách cưỡng chế. Đây cũng là một nguyên nhân khiến nhiều người Trung Quốc không thể phân biệt được rõ ràng khái niệm đảng và chính phủ, quốc gia và dân tộc. Vì vậy, người dân từ lâu đã bị nhồi nhét quan niệm nhầm lẫn rằng yêu nước là yêu đảng, phản đảng chính là phản chính phủ, và phản chính phủ là không yêu nước, chính là phản Trung Hoa, chính là bán nước, chính là làm cho người Trung Quốc mất mặt, bôi nhọ dân tộc. Không những thế, Trung Quốc còn lạm dụng khoa học công nghệ để kiểm soát người dân trong nước một cách hết sức gắt gao. Đây là hình ảnh chụp từ hệ thống video nhận dạng khuôn mặt có khắp nơi tại Trung Quốc. Trung Quốc là nơi có nhiều camera hơn cả so với bất cứ nơi nào trên thế giới. Hệ thống camera ở các nơi công cộng của Trung Quốc có thể thu thập những dữ liệu khổng lồ. Công nghệ cưỡng chế quét khuôn mặt và nhận dạng khuôn mặt cũng đã bị lạm dụng. Trung Quốc có siêu máy ảnh, 5 triệu điều ảnh, có thể lập tức nhận diện bất cứ khuôn mặt nào trong đám đông. Nhờ vào hệ thống camera chằng chịt khắp mọi nơi mà Trung Quốc đã duy trì trật tự bằng cách dự đoán trước. Ở nước này, người ta có thể bị bắt giữ và bị đưa đến viện giáo dưỡng khi không làm bất cứ hành vi phạm tội nào. Ví dụ như không giao thiệp với hàng xóm, thường xuyên không sử dụng cửa trước. Chỉ cần chính quyền Trung Quốc cho rằng là khả nghi thì có thể bị cho là tham gia vào hoạt động khủng bố. Thậm chí, người để râu quai nón dài cũng có thể bị cho rằng là người có liên quan đến hoạt động khủng bố mà bị bắt, hay những người để râu ít nhiều đều rất dễ bị máy ảnh ghi lại trong hồ sơ lưu trữ. Và việc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động cũng là một nguồn thông tin để giám sát người dân của chính quyền Trung Quốc. Và cảnh sát nước này sẽ tổng hợp dữ liệu từ lịch sử sử dụng ứng dụng của người dân và sẽ xử lý những người bị cho là có khả năng tạo thành mối đe dọa cho quốc gia. Một đặc trưng khác nổi tiếng trên thế giới của nhà nước Cộng sản Trung Quốc đó là việc kiểm duyệt thông tin trong nước. Ở Trung Quốc, các phương tiện truyền thông được cấu tạo là bộ phận của chính phủ nhằm thực hiện sứ mệnh chính trị, đó là tuyên truyền phục vụ cho sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả các tin tức bên ngoài đều bị ngăn chặn. Hơn 10.000 trang web, ví dụ như từ điển bách khoa toàn thư trên mạng, được người phương Tây truy cập mỗi ngày, nhưng ở Trung Quốc đều bị vạn lý tường lửa ngăn chặn. Những trang web bị ngăn chặn bao gồm trang web của các tổ chức nhân quyền như Tổ chức Quan sát Nhân quyền, Tổ chức Ân xá Quốc tế, các kênh truyền thông của phương Tây như Fox News, Reuters và rất nhiều thông tin của các trang khác. Và các trang tìm kiếm như Google, Yahoo và nhiều trang khác, cũng như các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, WhatsApp, Twitter và các loại phương tiện truyền thông mạng xã hội khác cũng bị ngăn chặn. Vì vậy mà có nhận định cho rằng mạng Internet mà chính quyền Trung Quốc kiểm soát đã ngày càng khác xa mạng Internet toàn cầu. Và trong một tương lai gần, Trung Quốc sẽ còn tăng cường tối đa việc giám sát người dân
bằng công nghệ di chuyển. Đây là hình ảnh cảnh sát Trung Quốc được trang bị kính nhận diện tội phạm để có thể tham khảo chéo khuôn mặt của những kẻ khả nghi với cơ sở dữ liệu quốc gia để xác định mục tiêu của mình. Theo nhật báo Mỹ New York Times, Trung Quốc sắp tới sẽ lập phiếu ADN cho 700 triệu người phục vụ cho chiến dịch lập danh mục ADN của nam giới nước này nhằm mục đích có thể giúp tìm những đối tượng tội phạm. Cảnh sát Trung Quốc hiện đã bắt đầu lấy mẫu máu của tất cả các đàn ông trong cả nước, từ vị thành niên cũng như trưởng thành để lập một hệ thống dữ liệu ADN. Chương trình được thực hiện với sự trợ giúp của phương tiện kỹ thuật mua của công ty Mỹ Thermo Fisher. Cũng theo tờ báo Pháp Courrier International, với dự án này, Trung Quốc đã vượt qua một bước lớn trong việc sử dụng dữ liệu di truyền để kiểm soát dân chúng. Dù chính quyền nhấn mạnh việc chia sẻ cơ sở dữ liệu ADN này dựa trên cơ sở tình nguyện, nhưng một số quan chức tại Trung Quốc và Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền ở nước ngoài đã cảnh báo việc làm trên quy mô toàn quốc như vậy là hành động xâm phạm vào đời tư và tạo điều kiện cho chính quyền trừng phạt người thân của những nhà ly khai hay hoạt động tranh đấu. Và đây là công cụ bổ sung thêm vào mạng lưới giám sát tinh vi đang ngày càng được công an Trung Quốc triển khai rộng rãi trên cả nước. Như hệ thống nhận diện và trí tuệ thông minh nhân tạo, công an Trung Quốc khẳng định cần có cơ sở dữ liệu đó để ngăn chặn các đối tượng phạm pháp. Việc chỉ lập phiếu ADN của nam giới được giải thích rất đơn giản rằng, theo các thống kê, đàn ông có xu hướng phạm tội nhiều hơn phụ nữ. Và đại dịch lịch sử mà nhân loại đã và đang chiến đấu trong thời gian vừa qua có một phần lớn nguyên nhân đến từ chế độ toàn trị độc tài của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo. Đây là hình ảnh bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã mất trong thời gian vừa qua cũng chính vì căn bệnh viêm phổi Vũ Hán mà ông phát hiện. Khi những dấu hiệu đầu tiên về một bệnh lạ có khả năng lây lan tại Trung Quốc xuất hiện, Trung Quốc đã dùng mọi biện pháp để ngăn chặn mọi tiếng nói cảnh báo. Đầu tháng Giêng, 8 vị bác sĩ ở Vũ Hán đã bị bắt vì tội phổ biến thông tin thất thiệt, làm xáo trộn trật tự xã hội chỉ vì phát hiện thấy virus lạ, để rồi sau đó chính tư pháp Trung Quốc lại miễn tội cho họ. Và dường như Trung Quốc không rút kinh nghiệm những lần có dịch bệnh trước đây, tiếp tục duy trì phản xạ che giấu, bưng bít thông tin, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chính vì kiểm duyệt mà Bắc Kinh đã đánh mất tối thiểu là 3 tuần lễ trong cuộc chạy đua với thời gian để ngăn chặn virus corona, và điều này đã khiến virus lan truyền ra khắp thế giới, mà trong đó có cả Việt Nam cũng đang chịu hậu quả hết sức nặng nề. Trên Internet, cỗ máy kiểm duyệt của Trung Quốc cũng tăng tốc hoạt động. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2020, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, viết tắt là CAC, tuyên bố sẽ trừng phạt các trang web, các diễn đàn, tài khoản nếu đăng những nội dung gây hại và gieo rắc sợ hãi liên quan đến virus corona mới. Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc nêu đích danh các công ty như China Weibo, Tencent và một số công ty khác và cho biết sẽ tiến hành kiểm tra chuyên đề trong các diễn đàn của những nhà cung cấp này. Và song song với việc cảnh báo công luận về hậu quả của việc phát tán tin đồn, cảnh sát Trung Quốc liên tục cảnh báo truy bắt tác giả của những thông tin trên. Rất nhiều công dân đã bị cảnh cáo, phạt và giam giữ hành chính, hình sự vì tuyên truyền và truyền bá tin đồn tại nước này. Thời điểm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lên tới đỉnh điểm tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đã phải vật vã đối đầu cùng lúc với hai loại virus. Một là virus corona đang hoành hành và hai là virus đòi cải cách chính trị tại Trung Quốc. Hai lá thư công khai đòi tự do ngôn luận từ một số nhà trí thức đã được đăng trên mạng xã hội Weibo giống như trang Twitter của phương Tây, nhưng ngay sau đó đã bị kiểm duyệt. Lá thư thứ nhất được 9 giáo sư tại một trường đại học có tên tuổi ở Bắc Kinh ký tên đưa ra 5 yêu sách. Trong đó đòi hỏi thứ nhất lấy ngày 6 tháng 2, ngày bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong số 8 bác sĩ đầu tiên báo động về sự xuất hiện của virus corona chủng mới, qua đời vì chính bệnh viêm phổi Vũ Hán này, là ngày tự do ngôn luận toàn quốc. Thư ngỏ thứ hai là do 10 vị giáo sư của Đại học Vũ Hán cũng đòi tự do ngôn luận như được quy định trong hiến pháp, đồng thời còn kêu gọi chính quyền phải có lời xin lỗi công khai đối với những bác sĩ đã đưa ra báo động và phải công nhận bác sĩ Lý như anh hùng dân tộc. Trước đó, hashtag tôi muốn có tự do ngôn luận tập hợp được hơn 1,5 triệu lượt người xem nhưng cũng đã bị bộ máy kiểm duyệt xóa đi. Còn bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc đã không kém phần hung hăng, tàn bạo. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, lúc đó vào năm 2017.
chỉ trong một vài tháng qua, Trung Quốc đã hành động ỷ vào sức mạnh và vi phạm pháp luật quốc tế như gây đụng độ với Ấn Độ ở vùng biên giới đang có tranh chấp ở Dalat, trả đũa Úc bằng cấm vận thương mại vì nước này yêu cầu mở điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch viêm phổi Vũ Hán, đẩy mạnh nắm quyền kiểm soát các công ty chiến lược và hạ tầng cơ sở trọng yếu bằng cách gán nợ cho các nước, trong đó có cả châu Âu, tấn công mạng, thao túng dư luận ở các nền dân chủ giữa đại dịch. Chưa kể, đối với các vùng lãnh thổ mà Trung Quốc luôn coi là một phần lãnh thổ của mình, nước này cũng thúc đẩy những hành động bất chấp pháp luật. Tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã ban hành luật an ninh quốc gia, kéo theo một loạt vụ bắt bớ, trấn áp những người thúc đẩy dân chủ tại đặc khu. Còn tại Đài Loan thì Trung Quốc liên tục gia tăng áp lực chính trị và quân sự với đảo quốc này. Truyền thông quốc tế nhận định hành vi như vậy nằm trong chiến lược dài hạn nhằm chiếm lĩnh vai trò thủ lĩnh thế giới như Tập Cận Bình đã đề ra từ Đại hội Đảng lần thứ 19. Và chủ đề của Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào năm 2017 là không quên khởi đầu ghi nhớ sứ mệnh dương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và quyết tâm xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, giành được thắng lợi vĩ đại từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, không ngừng phấn đấu thực hiện giấc mơ phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Và kỷ nguyên mới của Trung Quốc là chủ đề chính xuyên suốt báo cáo chính trị được ông Tập Cận Bình đọc khai mạc tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vào hôm 18 tháng 10 năm 2017. Trong bài phát biểu, ông Tập có 26 lần miêu tả Trung Quốc bằng những từ như siêu cường hoặc cường quốc. Đây là bước tiến dài kể từ thời mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc còn gọi đất nước họ là nước nghèo và đóng vai trò khiêm tốn trên trường quốc tế. Tuy nhiên, chính sách của Tập Cận Bình đang vấp phải ngày càng nhiều sự phản kháng từ châu Âu cho đến châu Á. Các quốc gia ý thức được mối đe dọa đã hành động để ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc. Đây là hình ảnh binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tại vùng biên giới và gần đây đã xảy ra những cuộc đụng độ chết người. Giới phương Tây ngày nay đã nhận ra rằng Trung Quốc giờ đây là mối đe dọa hàng đầu về tự do và hòa bình trên thế giới, với tham vọng toàn cầu của Tập Cận Bình là một thế giới, một chế độ. Một bài xã luận mang tiêu đề Trung Quốc, luật của kẻ mạnh trên tờ báo Pháp Le Point đã kêu gọi đã đến lúc các nền dân chủ phải chống lại Trung Quốc như đã từng làm với Liên Xô sau Thế chiến thế giới lần thứ hai. Tờ báo còn đưa ra chiến lược ngăn chặn Trung Quốc theo 5 trục chính như sau. Thứ nhất là hình thành một liên minh các nền dân chủ bao gồm các quốc gia tự do châu Á, trong đó châu Âu phải tham gia. Thứ hai là phá thế bao vây nhờ chính sách cùng phát triển với các quốc gia đang trỗi dậy và đầu tư mạnh trở lại cho các định chế đa phương. Thứ ba là tái lập lại cân bằng kinh tế bằng cách quy hồi các hoạt động sản xuất chiến lược cần có qua lại trong trao đổi buôn bán. Thứ tư là khôi phục mạnh hơn cạnh tranh công nghệ. Và thứ năm là đấu tranh tư tưởng bằng việc khẳng định lại các giá trị phổ quát về tự do chính trị và nhân quyền. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020 với bản tin Kẹp tỷ dân Trung Quốc toàn trị, đè thế giới Bắc Kinh bá quyền. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa.